Chúa tể hắc ám, ngày hôm nay chúng tôi đến đây là để giải cứu ngài và hồi sinh ngài đây. Đã được mở. Cuối cùng ta cũng được hồi sinh rồi. Chúc mừng ngài đã quay trở về. Đúng là con trai của ta. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại ngôi trường học đế quyền lũ nữa nào. Ta không ngờ ngày này cũng đã tới. Ngươi cũng không ngờ có ngày ta sẽ quay trở lại đúng không hả lão già kia? Sức mạnh của ta không đủ để giam cầm một con ác quỷ như ngươi. Ngươi đã quá già rồi, ngươi không thể nào chống lại được ta nữa đâu. Ngươi đừng vội mừng, bởi vì ta cũng đã tìm được người sẽ tiêu diệt ngươi rồi. Người mà ngươi đang nói đến có phải là thằng nhóc Phong Cận hay không? Nhưng ngươi yên tâm, cứ gánh xấy mà người đã tìm được, ta đã có cách để đem nó quay trở lại bóng tối mà thôi. Còn bây giờ thì chết đi lão già. Đoạt mệnh ma pháp. Hỡi các học trò của ta, hãy lắng nghe lời ta, hãy tiêu diệt tên chúa tể bóng đêm này. Chết rồi mà vẫn còn lắm chuyện. Chết đi. Tạm biệt tất cả mọi người. Tôi không biết rằng là liệu mai này tôi có còn gặp lại được mọi người hay không, nhưng tôi vẫn sẽ luôn luôn trân trọng tình bạn này. Chắc là tôi sẽ nhớ Ủa? Mọi người lắm. Ủa? Phong hả? Ông đứng đây chi vậy? Tính ra bà không nhớ hả? Hôm nay chính là ngày mà tôi với bà phải quay trở về thế giới phép thuật đó. Cho nên là tôi muốn đứng ở đây để nhìn mọi người một tí ấy mà. Tôi không biết rằng là liệu tương lai tôi có thể gặp lại họ nữa hay không. Tôi nhớ họ lắm. Tôi cũng nhớ nữa. Hay, nhưng mà thôi, tôi nghĩ rằng là chắc là bây giờ tôi với bà phải quay trở về thế giới phép thuật thôi Sam à. Ừ, rồi thôi mình đi thôi. Thôi, đi thôi. Ủa nhưng mà Sam, tại sao bà không biến lại thành người trẻ đi, tự nhiên bà vẫn để cái khuôn mặt già vậy? Ủa, thật hả? Trời ơi, tôi xem nào. À, tôi quên. Trời ơi. Ở Malaysia, hồ biên. Rồi, ok, trẻ lại nè, xinh đẹp lại nè. Ok, thôi rồi, bây giờ chúng ta phải quay trở về thế giới phép thuật thôi. Tại vì đã đến ngày nhập học rồi. Tạm biệt mọi người nha. Tôi đi đây, tôi sẽ nhớ mọi người lắm. Đi thôi. Nhanh lên Sam ơi, lẹ lên không thôi trễ giờ bây giờ nè. Tôi đây. Rồi, bây giờ chỉ cần nhảy xuống cái hồ nước này thì chúng ta sẽ quay trở về thế giới phép thuật. Bà đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, chúng ta cùng nhau đi thôi. Ấy da, ui trời ơi, lại nữa hả? Ui trời ơi, sao mà lần nào tôi quay trở về thế giới phép thuật á y hệt như lần trước, lúc mà tôi mới vừa tới đây tôi cũng bị rơi xuống cái hồ nước này nè Sam. Ôi lên bờ nhanh lên. Này, chip. Ui dạ. Nè, Phong Cận Sam tới đây. Ủa, tới đây. Ủa Simmy, Kainon, hai người ở đây làm gì vậy? Ủa, chẳng lẽ hai người không biết tin gì hả? Ủa, tin gì? Hai người không biết tin gì chơi luôn hả? Ôi trời hai ơi, luôn tự nhiên hay không? Hai cái người này. Tự nhiên hay không, chưa trời chưa chật rồi không về trường đi, tiện ở trong rừng làm gì vậy?
Bọn tôi á là đang ẩn nấp đó. Mấy ông không biết chuyện gì hả? Hiện tại á là trường của chúng ta đang bị gọi là cái tên chúa tể bóng đêm nó chiếm giữ rồi. Bây giờ tất cả mọi người đang hoảng loạn lắm luôn á. Hả? Cái gì? Chúa tể bóng đêm? Lại tiếp tục nói đùa tôi đúng không cay? Làm gì có chuyện đó. Chúa tể bóng đêm đã bị thầy hiệu trưởng của chúng ta phong ấn lại từ rất lâu rồi. Làm sao có thể gọi là đến đây được? Trời đất ơi, ông đi quá lâu nên ông không biết. Chúa tể bóng đêm, hắn ta đã thoát ra khỏi được phong ấn của thầy và bây giờ đang làm náo loạn luôn cái trường học luôn rồi nè. Hả? Cái gì? Chúa tể bóng đêm đã có thể thoát ra khỏi phong ấn á? Trời ơi, nguy hiểm quá vậy. Tôi không ngờ rằng là cũng có ngày hắn ta có thể thoát ra được luôn á. Vậy bây giờ chúng ta phải đi đâu bây giờ mọi người? Hiện tại á là bây giờ tất cả học sinh á đang đều ẩn nấp ở trong khu rừng này. Bây giờ mọi người đi theo tôi đi, tôi sẽ dẫn mọi người tới đó. Đi thôi. Ok. Đi thôi. Nhanh lên. Trời ơi trời, tại sao không ngờ cũng có ngày chúa tể bóng đêm đã quay trở lại. Nguy hiểm quá. Đi theo tôi. Ở đây nè. Đi thôi nào mọi người. Ủa, chỗ nào vậy Caron? Đây, tới nơi rồi đây. Ủa, vậy là bây giờ mọi người sẽ phải sống ở trong đây á hả? Tôi nghĩ là tạm thời chúng ta phải sống ở đây thôi. Tại vì ở đây là nơi tốt nhất rồi đó. Đúng rồi á. Không ngờ cũng có ngày mọi người sẽ phải khổ như thế này chứ. Ở đây có rất là nhiều học sinh hiện tại phải sống ở trong khu rừng này. Ủa, hình như bên kia là Mui, Siro với là Dịch phải không? Ủa, tôi đi kiếm đồ nha. Mui, anh nhờ. Mui, Rô, Dịch. Không còn hả? Qua đây. Trời ơi. Ủa? Hello mọi người. Ủa mọi người. Đó sao tôi không thấy ông nhở? Tôi hả? Mấy ngày nay là tôi phải đi thăm nhà, cho nên á là tôi không có ở đây. Trời ơi, bây giờ mọi người phải vô trong rừng sống như vậy hả? Thì biết làm sao bây giờ? Các thầy cô giáo thì bị phong ấn ở trong trường hết trơn à, thầy cô không ra ngoài được, còn tụi tôi thì phải ở đây nè. Hả? Cái gì? Thầy cô cũng bị bắt hết rồi hả? Ôi, trời ơi. Vậy. Chết rồi, bây giờ ngay cả thầy cô giáo cũng bị bắt đi hết rồi. Thì chúng ta phải làm sao đây? Học sinh như bọn mình thì làm sao có thể chống lại được tên chúa tể hắc ám này chứ? Trời ơi, bây giờ á, cái tên chúa tể này làm cách nào để có thể gọi là tiêu diệt được hắn để giải cứu thầy cô đây? Trời ơi, học sinh chúng ta phải làm gì bây giờ trời? Ủa, mà ngôi trường học của chúng ta đã bị phong ấn rồi hả? Đúng rồi, phong ấn rồi á, thầy cô ở trong đấy thì không thể ra ngoài được. Còn tụi mình á, ở bên ngoài thì không thể nào vào trong được. Thành ra là phải sống khổ sống sở như thế này nè. Cái kết giới ở trường học nó bự lắm, nó to lắm, mình vô không được đâu. Ủa, vậy hả? Ủa, mọi người, vậy bây giờ có ai có chổi bay không? Cho tôi mượn một tí, để tôi qua bên đó xem thử xem coi có chuyện gì, được không? Rồi, cảm ơn Siro. Sam, bà có đi cùng tôi không? Ừ, tôi sẽ đi. Được rồi. Được rồi, bây giờ mọi người cứ ở đây nha. Bọn tôi sẽ qua bên đó để xem thử coi trường học chúng ta như thế nào. Tôi đi đây. Cẩn thận rồi. Mọi người yên tâm, tôi đi đây. Hả? Trời ơi, đây là trường học của mình sao? Ủa, trường học đã bị phong ấn lại rồi. Ủa, trời ơi, bức tường gì đây? Một bức tường màu tím sao? Trời ơi, ngôi trường của mình nó đang bị ngăn cách lại bằng bức tường này. Hiện tại không ai có thể vào bên trong được sao? Bây giờ phải làm sao đây? Sammy ơi, Sammy. Đây tôi đây. Bà đâu rồi? Đây tôi trên đầu ông nè. Trời ơi, xuống đây nhanh lên, bà bay cao trên đó rồi lỡ tên chú tể hắc ám hắn ta thấy bà rồi sao? Xuống đây. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Thầy cô giáo hiện tại đang bị nhốt ở trong trường, mà chúng ta thì không thể nào vào trong trường học được. Chẳng lẽ chúng ta phải đứng nhìn thầy cô giáo bị bắt đi như thế sao? Bây giờ làm sao mới có thể phá hủy được bức tường này đây? Ôi trời. Sam ơi, hình như là chúng ta không thể nào chạm vào nó được đâu. Bởi vì khi tôi chạm vào nó có một cái năng lượng gì đó, nó không cho tôi đụng vào. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Sam, hồi nãy có ai đưa cho bà gậy phép chưa? Cho tôi mượn. Gậy phép hả? Đúng rồi. Hình như là có cái Mui nè, cái Mui có đưa tôi gậy phép nè. Đây. Đâu? Đưa đây. Tôi không tin rằng là tôi không phá hủy được bức tường này. Hỡi, lôi điện. Ha! Không được rồi Sam ơi. Ngay cả phép thuật cũng không thể nào mà làm gì được nó hết. Bây giờ phải làm sao đây? Chết rồi. Thôi, chắc là bây giờ tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải quay trở về với mọi người rồi tìm cách mới được. Chứ bây giờ hai chúng ta không thể nào làm được gì hết á. Hắc vậy quá. Tức thiệt chứ. Thôi, đi về. Bây giờ phải quay trở về với mọi người và tìm cách thôi. Chứ một mình không thể nào làm được gì hết trơn á. Mọi người ơi. Mọi người. Ủa? Không. Ủa không cần, ông trở lại rồi hả?
Tôi đã đến đó rồi, nhưng mà tôi chợt nhận ra là chúng ta không thể nào làm gì được bức tường đó cả. Nó bị phong ấn lại quá mạnh. Bây giờ phải làm sao đây? Đúng rồi, đến cả cái bức tường như vậy thầy cô không phá được, huống chi là tụi mình chỉ là học sinh thôi. Bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ bây giờ chúng ta sẽ phải chịu thua hay sao? Thầy cô giáo hiện tại đang gặp nguy hiểm ở trong đó, còn học sinh chúng ta chẳng lẽ bây giờ phải đứng ở ngoài đây và nhìn thầy cô chúng ta bị tiêu diệt hay sao? Chấp nhận như thế thôi. Học sinh chúng ta thì làm được cái gì hả? Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, chắc chắn là thế giới phép thuật sẽ bị cái tên chúa tể bóng đêm đó xâm chiếm cho mà coi. Trời ơi, cái tên đáng ghét này. Bây giờ phải làm sao đây? À, mọi người, tôi vừa nghĩ ra cách này. Tôi vừa nghĩ ra một cách này có thể phá hủy được bức tường đó. Cách nào? Cách đó là một cách mà tôi mới vừa nghĩ ra, nhưng mà tôi thấy rằng là cách này rất nguy hiểm. Tôi không muốn mọi người giúp tôi chút nào cả. Trời ơi, nếu mà có cách á thì ông cứ nói đi, tụi tôi làm được hết mà. Ông lại nhìn tụi tôi nè, tụi tôi cũng học hành đầy đủ mà. Thôi được, cách đó chính là... Trời ơi, may quá, cuối cùng thì cũng vào trong được rồi. Bây giờ mình phải đập cái hàng rào này ra để lẻn vào trong trường mới được. Không biết thầy cô của mình bây giờ đang như thế nào, còn thầy hiệu trưởng nữa, không biết thầy có an toàn hay không. Ok, để qua đây xem thử. Trời ơi, hình như là đang có hai tên lính canh ở bên kia. May quá, xém nữa là bị chúng phát hiện rồi. Bây giờ phải làm sao đây ta? May mà mình có mang theo gậy phép thuật. Thôi được rồi, mình sẽ sử dụng phép thuật để đấu với chúng. Được rồi, hãy xem sức mạnh của ta đây. Phép thuật lốc xoay. Đấy, chết chưa? Rồi, ngất xỉu hết rồi. Này thì phù thủy hắc ám này. Ok, đi vào trong mới được. Không biết có ai đây không ta? Ok, lên lầu, nhanh lên. Mà không biết bây giờ thầy cô của mình đang ở đâu ta? Làm sao mà kiếm được họ bây giờ? May quá, xém nó bị phát hiện rồi. Lại thêm một tên phù thủy hắc ám nữa sao? Không, hình như là hai tên lận. Ê, chết rồi, mấy cái tên này dai quá, bọn chúng đứng ở đây khắp nơi. Trong trường bây giờ bọn chúng đã chiếm hết rồi, nếu mà lỡ bị phát hiện á thì ngay lập tức sẽ bị bắt. Bây giờ phải làm sao đây ta? Hai cái tên này đứng ở xa quá, mình không thể nào dùng lốc xoáy để cuốn bọn chúng đi được. Bây giờ cách nào đây nha? Suy nghĩ. Đúng rồi, ngày xưa thầy đã từng dạy cho mình một loại phép thuật có thể biến ra được vũ khí. Để mình thử xem. Hỡi gậy phép thuật, hãy nghe theo lời của ta, hãy cho ta một cây cung. Ôi, được rồi nè. May quá, trời ơi, không uổng công mình học hành nghiêm túc. Cuối cùng cũng làm được cái phép thuật này rồi. Được cây cung rồi, không biết có bắn được không ta? Ui, bắn được. Được rồi, hai cái tên kia, hãy xem ta đây. Một tên. Ui, hụt. Nấm. Ý trời, may quá, xém nữa là bị phát hiện rồi. Ok, phải bắn lại mới được. Ok, ngất xỉu hết rồi. Tạm biệt các ngươi nha, ta đi đây. Ok, tiếp. Ôi, lại tiếp tục có thêm hai tên nữa. Ôi trời, cái gì mà đông dữ vậy ta? Bây giờ phải làm sao đây? Trời, đúng rồi, mình dùng cung tiếp thôi. Ngắm thật là chuẩn nè. Ủa cái gì vậy? Ủa cái cung đâu rồi? Chết rồi. Phép thuật hết tác dụng rồi, cây cung đã biến mất. Bây giờ phải làm sao đây ta? Mình còn biết cái phép thuật gì nữa không ta? Suy nghĩ coi. À, đúng rồi, phép đóng băng. Có đó có vẻ là hợp lý đó. Mình sẽ đóng băng hai tên này lại. Được, ok. Nhưng mà trước tiên mình phải cố gắng lẻn lại gần mới được. Ok, chạy qua đây. Ok, núp ở đây. Khoảng cách này đủ chưa ta? Chắc là còn khá xa đó. Mình phải lại gần hơn một xíu. Ok, rồi. May quá, bọn chúng không phát hiện ra. Được rồi. Giờ xem ta đây. Rồi, hai tên đã bị đóng băng rồi. Rồi, nằm xỉu luôn rồi. Ok, vào giải cứu thầy cô nào. Thầy cô. Đúng rồi, thầy cô trong trường đang bị nhốt ở đây. May quá, mình kiếm ra họ rồi. Ok, đập cửa. Thầy cô yên tâm, con vào cứu thầy cô đây. Nhanh lên. Nhóc con kia. Ủa, tiếng của ai vậy? Chúa tể hắc ám.